Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 4. Hỡi con cái Israel, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va có sự kiện cáo với dân đất này. Bởi trong đất này chẳng có lẽ thật, chẳng có nhân từ, cũng chẳng có sự nhìn biết Đức Chúa Trời. Ở đó chỉ thấy những sự thề gian, thất tín, giết người, ăn trộm và tà dâm. Chúng nó làm sự tàn bạo, máu chồng trên máu. Vậy nên, đất ấy sẽ sầu thảm, hết thảy người ở đó sẽ hao mòn. Những thú đồng và chim trời cũng vậy, những cá biển cũng sẽ bị lấy đi. Dầu vậy, chớ có ai biện luận, chớ có ai quở trách, vì dân ngươi giống như những người cãi lễ cùng thầy tế lễ. Ngươi sẽ vấp ngã giữa ban ngày, chính mình kẻ tiên tri cũng sẽ vấp ngã với ngươi trong ban đêm, và ta sẽ diệt mẹ ngươi. Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết, thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa. Bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình, thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi. Chúng nó sinh sản nhiều ra bao nhiêu, thì chúng nó lại phạm tội nghịch cùng ta bấy nhiêu. Ta sẽ đổi sự vinh hiển của chúng nó ra sỉ nhục. Chúng nó ăn tội lỗi dân ta, ham hố sự gian ác của nó. Sẽ xảy ra dân thể nào thì thầy tế lễ cũng thể ấy. Ta sẽ phạt nó vì đường lối nó và sẽ trả cho nó tùy việc nó làm. Chúng nó sẽ ăn mà không được no, hành dâm mà không sinh sản thêm, vì chúng nó đã bỏ Đức Giê-hô-va, không nghĩ đến Ngài nữa. Sự dâm dục, rượu cũ và rượu mới cất lấy hết trí khôn chúng nó. Dân ta hỏi tượng gỗ nó thì gậy nó trả lời, vì lòng dâm làm lầm lạc chúng nó, và chúng nó phạm tội tà dâm mà lìa bỏ Đức Chúa Trời mình. Chúng nó dâng tế lễ trên các chót núi, đốt hương trên các đồi, dưới những cây dẻ, cây liễu, cây thông, vì bóng nó mát mẻ lắm. Vậy nên con gái các ngươi hành dâm và dâu các ngươi phạm tội ngoại tình. Ta sẽ không phạt con gái các ngươi bởi cớ hành dâm, cũng không phạt dâu các ngươi bởi cớ ngoại tình. Vì những đàn ông đi riêng với đồ điếm đỉ và dân của lễ với đàn bà dâm đảng. Vậy nên, dân sự chẳng hiểu biết sẽ bị úp đổ. Hỡi Israel, dầu ngươi tà dâm, Juda cũng không nên phạm tội. Vậy, chớ vào nơi ginh ganh, chớ lên nơi Bet Aven, chớ có thề mà rằng, thật như Đức Giê-hô-va hằng sống. Vì Israel đã loạn nghịch như con bò cái tơ bất trị, nên bây giờ Đức Giê-hô-va cho chúng nó ăn cỏ như chiên con thả trong đồng ruộng. Ê-phra-im sa mê thần tượng, hãy để mặc nó. Đồ chúng nó uống đã chua đi, chúng nó làm sự gian dâm chẳng thôi, các quan trưởng nó vui lòng trong sự sỉ nhục. Gió đã lấy cánh cuốn nó, và chúng nó sẽ mang xấu hổ vì của lễ mình. Chương 5. Hỡi các thầy tế lễ, hãy nghe điều này. Hỡi nhà Israel khá để ý, hỡi nhà vua hãy lắng tai. Sự phán xét có quan hệ với các ngươi, vì các ngươi là bẫy ở Mít-ba và giăng lưới trên Tha-bô. Chúng nó là kẻ bạn nghịch, đã vào sâu trong sự giết lát, nhưng ta sẽ quở trách chúng nó hết thảy. Ta biết Ê-phra-im và Israel không giấu với ta. Vả hỡi Ê-phra-im, ngươi đã phạm tội tà dâm, Israel bị ô uế. Công việc chúng nó làm ngăn trở chúng nó về cùng Đức Chúa Trời mình, vì lòng dâm ở trong chúng nó và chúng nó không nhìn biết Đức Giê-hô-va. Sự kiêu ngạo của Israel làm chứng tận mặt nó, nên Israel và Ê-phra-im sẽ ngã xuống vì cớ tội lỗi mình. Giu-đa cũng sẽ ngã xuống với chúng nó. Chúng nó sẽ đi với các bầy chiên bầy bò mình, đặng tìm kiếm Đức Giê-hô-va,
song không thấy Ngài. Ngài đã lìa khỏi chúng nó. Chúng nó đã phỉnh dối Đức Giê-hô-va vì đã sinh những con cái ngoại tình. Đến ngày trăng mới, chúng nó sẽ cùng sản nghiệp mình đều bị nuốt đi. Hãy thổi kèn ở Gi-bê-a, hãy thổi loa ở Ra-ma, hãy la lối ở Bết-a-ven. Hỡi Bên-gia-min, nó ở đằng sau ngươi. Ê-phra-im sẽ nên hoang vu trong ngày quở trách. Ta rao ra cho các chi phái Israel một sự chắc sẽ xảy đến. Các quan trưởng Giu-đa giống như kẻ lấn địa giới. Ta sẽ đổ cơn giận ta trên chúng nó như trút nước. Ê-phra-im bị hà hiếp, bị nghiền nát trong sự đoán xét, vì nó đã bằng lòng theo điều răn của loài người. Vậy nên, ta giống như con mọt cho Ê-phra-im và như sự mục nát cho nhà Giu-đa. Khi Ê-phra-im đã biết bệnh mình và Giu-đa đã biết vết thương mình, thì Ê-phra-im đi đến cùng người A-si-ri và sai đến cùng vua Gia-rép. Nhưng nó không thể chữa lành các ngươi và không buộc vết thương cho các ngươi. Vì ta sẽ như một con sư tử cho Ê-phra-im, như một sư tử con cho nhà Giu-đa. Thật, chính ta sẽ cắn xé rồi đi luôn. Ta sẽ bắt đem đi và chẳng ai có thể giải cứu. Ta sẽ đi, sẽ vào nơi ta, cho đến chừng nào chúng nó nhìn biết mình phạm tội và tìm kiếm mặt ta. Trong cơn khốn nạn, chúng nó sẽ cố tìm ta. Chương 6. Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho. Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích. Trong 2 ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại. Ngày thứ 3, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy. Chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài. Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va, chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn, như sự hiện ra của mặt trời sớm mai. Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa cuối mùa tưới đất. Ta sẽ làm gì cho ngươi hỡi Ê-phra-im? Ta sẽ làm gì cho ngươi hỡi Giu-đa? Vì lòng nhân từ của các ngươi giống như mây buổi sáng, như móc tan ra vừa lúc sớm mai. Vậy nên, ta đã dùng các tiên tri sửa phạt chúng nó. Ta đã giết chúng nó bởi lời nói từ miệng ta. Những sự phán xét của ta mọc lên như ánh sáng. Vì ta ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ, ưa sự nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu. Nhưng theo cách người ta, chúng nó đã phạm lời giao ước, và ở đó chúng nó đã phỉnh dối ta. Gala-át là thành của kẻ làm ác, đầy những dấu máu. Như bọn trộm cướp rình người đi qua, thì bọn thầy tế lễ cũng giết người trên con đường đi về Si-chem. Chúng nó phạm biết bao là tội ác. Trong nhà Israel, ta đã thấy một việc gớm ghiếc. Ở đó Ê-phra-im thì làm sự gian dâm, Israel thì bị ô uế. Hỡi Giu-đa, ngươi cũng vậy. Có mùa gặt đã định cho ngươi, khi ta đem phu tù của dân ta trở về. Chương 5. Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ qua đến bờ biển bên kia trong miền Gi-ra-sê. Ngài mới ở trên thuyền bước xuống, tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài. Người thường ở nơi mồ mả, dẫu dùng xiềng sắt cũng chẳng ai cột trói được nữa, vì nhiều lần người bị cùm chân hoặc bị xiềng rồi bẻ xiềng tháo cùm, không ai có sức trị được. Người cứ ở nơi mồ mả và trên núi, ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình. Người thấy Đức Chúa Giê-xu ở đằng xa, chạy lại sắp mình xuống trước mặt Ngài mà kêu lớn rằng: Hỡi Đức Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự gì chăng? Tôi nhân danh Đức Chúa Trời mà khẩn cầu Ngài, xin đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Giê-xu vừa phán cùng nó rằng hỡi tà ma phải ra khỏi người này. Ngài lại hỏi rằng: Mày tên gì? Thưa rằng: Tên tôi là quân đội, vì chúng tôi đông. Nó lại van xin Ngài đừng đuổi chúng nó ra khỏi miền đó. Và chỗ đó tại trên núi có một bầy heo đông đương ăn. Các quỷ cầu xin Ngài rằng:
xin khiến chúng tôi đến với bầy heo ấy để chúng tôi nhập vào chúng nó. Đức Chúa Giêsu cho phép. Các tà ma ra khỏi người đó, bèn nhập vào bầy heo. Bầy heo từ trên bậc cao vụt đâm đầu xuống biển. Có độ 2.000 con heo chết chìm cả dưới biển. Những kẻ chăn heo trốn đồn tin này ra khắp trong thành và trong nhà quê. Dân sự đổ ra đặng xem điều đã xảy đến. Vậy chúng đến cùng Đức Chúa Giêsu, thấy người đã bị nhiều quỷ ám đang ngồi mặc quần áo trí khôn bình tĩnh thì sợ hãi lắm. Những người đã thấy việc đó thuật cho họ nghe chuyện đã xảy đến cho kẻ bị quỷ ám và bầy heo. Chúng bèn xin Ngài ra khỏi địa phận mình. Lúc Ngài đương bước vào thuyền, người trước đã bị quỷ ám xin ở lại với Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu không cho, phán rằng: Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Vậy người đi đồn ra trong xứ Decapolơ những điều lớn lao thể nào mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho mình. Ai nấy đều lấy làm lạ. Khi Đức Chúa Giêsu lại xuống thuyền qua bờ biển kia, có đoàn dân đông nhóm họp chung quanh Ngài. Ngài đứng trên bờ biển. Bây giờ có một người trong những người ca nhà hội tên là Giai-ru đến, thấy Đức Chúa Giêsu, bèn gieo mình nơi chân Ngài nài xin mà rằng: Con gái nhỏ tôi gần chết, xin Chúa đến đặt tay trên nó đặng nó lành mạnh và sống. Đức Chúa Giêsu đi với người, đoàn dân đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. Và tại đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã 12 năm. Bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Người đã nghe tin về Đức Chúa Giêsu bèn lẫn vào đằng sau giữa đám đông mà rờ áo Ngài, vì người nói rằng: Nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại, người nghe trong mình đã được lành bệnh. Tức thì Đức Chúa Giêsu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng: Ai đã rờ áo ta? Môn đồ thưa rằng: Thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi rằng ai rờ đến ta? Ngài nhìn xung quanh mình để xem người đã làm điều đó. Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ đến gieo mình dưới chân Ngài, tỏ hết tình thật. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con, hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Đang khi Ngài còn phán, có kẻ đến từ nhà người cai nhà hội mà nói với người rằng: Con gái ông đã chết rồi, còn phiền thầy làm chi? Nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng màng đến lời ấy, phán cùng cai nhà hội rằng: Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Ngài chẳng cho ai theo mình, trừ ra Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng là em Gia-cơ. Khi đã đến nhà người ca nhà hội, Ngài thấy chúng làm om sòm, kẻ khóc người kêu lớn tiếng. Vào nhà rồi, Ngài phán cùng chúng rằng: Sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Đứa trẻ chẳng phải chết, song nó ngủ. Chúng nhạo báng Ngài. Ngài bèn đuổi chúng ra hết, đem cha mẹ đứa trẻ với những kẻ theo Ngài cùng vào chỗ nó nằm. Ngài nắm tay nó mà phán rằng: Talitha kumi, nghĩa là: Hỡi con gái nhỏ, ta truyền cho mày, hãy chờ dậy. Tức thì đứa gái chờ dậy mà bước đi, vì đã lên 12 tuổi. Chúng rất lấy làm lạ. Ngài cấm ngạc chúng đừng cho ai biết sự ấy và truyền cho đứa trẻ ăn. Chương 6. Đức Chúa Giêsu đi khỏi đó đến quê hương mình, có các môn đồ cùng đi theo. Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội. Thiên hạ nghe Ngài lấy làm lạ mà nói rằng: Người bởi đâu được những điều này? Sự khôn sáng mà người được ban cho là gì? Và thế nào tay người làm được những phép lạ dường ấy?
có phải người là thợ mộc, con trai Mary, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đê và Si-môn chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư? Chúng bèn vấp phạm vì cớ Ngài. Xong Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng: Đấng tiên tri chỉ bị quê hương mình, bà con mình và trong nhà mình khinh dễ mà thôi. Ở đó, Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm, và Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin. Rồi Ngài đi khắp các làng gần đó mà giảng dạy. Ngài bèn kêu 12 sứ đồ, bắt đầu sai đi từng đôi, ban quyền phép trừ tà ma. Ngài truyền cho sứ đồ đi đường đừng đem chi theo hết, hoặc bánh, hoặc bao, hoặc tiền bạc trong dây lưng, chỉ đem một cây gậy mà thôi, chỉ mang dép, đừng mặc hai áo. Ngài phán cùng sứ đồ rằng: Hễ nhà nào các ngươi sẽ vào, hãy cứ ở đó cho đến khi đi. Nếu có chỗ nào người ta không chịu tiếp các ngươi và cũng không nghe các ngươi nữa, thì hãy đi khỏi đó và phủi bụi đã dính chân mình để làm chứng cho họ. Vậy các sứ đồ đi ra, giảng cho người ta phải ăn năn, đuổi nhiều ma quỷ, xước dầu cho nhiều kẻ bệnh và chữa cho được lành. Và vua Herod nghe nói về Đức Chúa Giê-xu vì danh tiếng Ngài đã nên lừng lẫy, thì nói rằng: Giăng là người làm phép báp têm đã từ cái chết sống lại, cho nên tự người làm ra các phép lạ. Người thì nói: Ấy là Ê-li. Kẻ thì nói: Ấy là đấng tiên tri như một trong các đấng tiên tri đời xưa. Nhưng Herod nghe vậy thì nói rằng: Ấy là Giăng mà ta đã truyền chém, người đã sống lại. Số là Herod đã sai người bắt Giăng và truyền xiềng lại cầm trong ngục bởi cớ Herodia, vợ Philip em vua, vì vua đã cưới nàng, và Giăng có can vua rằng vua không nên lấy vợ em mình. Nhân đó Herodia căm Giăng, muốn giết đi, nhưng không thể giết vì Herod sợ Giăng, biết là một người công bình và thánh. Vua vẫn gìn giữ người. Khi nghe lời người rồi, lòng hằng bối rối, mà vua bằng lòng nghe. Nhưng vừa gặp dịp tiện là ngày sinh nhật Herod, vua đãi tiệc các quan lớn trong triều, các quan võ cùng các người tôn trưởng trong xứ Galilê. Chính con gái Herodia vào nhảy múa, đẹp lòng Herod và các người dự tiệc nữa. Vua nói cùng người con gái ấy rằng: Hãy xin ta điều chi ngươi muốn, ta sẽ cho. Vua lại thề cùng nàng rằng: Bất kỳ ngươi xin điều chi ta cũng sẽ cho, dầu xin phân nửa nước ta cũng vậy. Nàng ra khỏi đó nói với mẹ rằng: Tôi nên xin điều chi? Mẹ rằng: Cái đầu của Giăng Báp-tít. Tức thì nàng vội trở vào nơi vua mà xin rằng: Tôi muốn vua lập tức cho tôi cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm. Vua lấy làm buồn rầu lắm, nhưng vì cớ lời thề mình và khách dự yến thì không muốn từ chối nàng. Vua liền sai một người lính thị vệ truyền đem đầu Giăng đến. Người ấy đi chém Giăng trong ngục, rồi để đầu trên mâm đem cho người con gái, và người con gái đem cho mẹ mình. Môn đồ Giăng nghe tin đến lấy xác người chôn trong mã. Các sứ đồ nhóm lại cùng Đức Chúa Giê-xu, thuật cho Ngài mọi điều mình đã làm và dạy. Ngài phán cùng sứ đồ rằng: Hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút, vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi Ngài và sứ đồ không có thời giờ mà ăn. Vậy Ngài và sứ đồ xuống thuyền đặng đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ. Nhưng nhiều người thấy đi thì nhìn biết. Dân chúng từ khắp các thành đều chạy bộ đến nơi Chúa cùng sứ đồ vừa đi và đã tới đó trước. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn. Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều. Trời đã chiều, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng: Chỗ này là vắng vẻ và trời đã chiều rồi. Xin cho dân chúng về để họ đi các nơi nhà quê và các làng gần đây đặng mua đồ ăn. Ngài đáp rằng: Chính các ngươi phải cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng: Chúng tôi sẽ đi mua đến 200 đơn nhê bánh để cho họ ăn hay sao?
Ngài hỏi rằng: các ngươi có bao nhiêu bánh, hãy đi xem thử. Môn đồ xem xét rồi thưa rằng: 5 cái bánh và 2 con cá. Ngài bèn truyền cho môn đồ biểu chúng ngồi xuống hết thảy từng chòm trên cỏ xanh. Chúng ngồi xuống từng hàng, hàng thì 100, hàng thì 50. Đức Chúa Giê-xu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ bánh ra mà trao cho môn đồ đặng phát cho đoàn dân, lại cũng chia 2 con cá cho họ nữa. Ai nấy ăn no nê rồi, người ta lượm được 12 giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại, và số những kẻ đã ăn chừng 5.000 người. Rồi Ngài liền dục môn đồ vào thuyền, qua bờ bên kia trước mình, hướng đến thành Bethsaida, trong khi Ngài cho dân chúng về. Ngài lìa khỏi chúng rồi thì lên núi mà cầu nguyện. Đến tối, chiếc thuyền đương ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất. Ngài thấy môn đồ chèo khó nhọc lắm vì gió ngược. Lối canh tư đêm ấy, Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ và muốn đi trước. Môn đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, ngờ là ma nên la lên, vì ai nấy đều thấy Ngài và sợ hoảng. Nhưng Ngài liền nói chuyện với môn đồ và phán rằng: hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ chi. Ngài bèn bước lên trên thuyền với môn đồ thì gió lặng. Môn đồ càng lấy làm lạ hơn nữa, vì chẳng hiểu phép lạ về mấy cái bánh, bởi lòng cứng cỏi. Khi Ngài và môn đồ đã qua khỏi biển đến xứ Genesaret thì ghé thuyền vào bờ. Vừa ở trong thuyền bước ra, có dân chúng nhận biết Ngài, chạy khắp cả miền đó khiêng những người đau nằm trên giường, hễ nghe Ngài ở đâu thì đem đến đó. Ngài đến nơi nào, hoặc làng, thành hay là chốn nhà quê, người ta đem người đau để tại các chợ và xin Ngài cho phép mình ít nữa được rờ đến trôn áo Ngài. Những kẻ đã rờ đều được lành bệnh cả. Thi Thiên 109. Hỡi Đức Chúa Trời mà tôi ngợi khen, xin chớ nín lặng, vì miệng kẻ ác và miệng kẻ gian lận hả ra nghịch tôi. Chúng nó nói nghịch tôi bằng lưỡi láo xược, vây phủ tôi bằng lời ghen ghét và tranh đấu với tôi vô cớ. Vì tình thương của tôi, chúng nó lại trở cừu địch tôi, nhưng tôi chỉ chuyên lòng cầu nguyện. Chúng nó lấy dữ trả lành, lấy ghét báo thương. Hãy đặt một kẻ ác cai trị nó, cho kẻ cừu địch đứng bên hữu nó. Khi nó bị đoán xét, nguyện nó ra kẻ có tội, và lời cầu nguyện nó bị kể như tội lỗi. Nguyện số các ngày nó ra ít, nguyện kẻ khác chiếm lấy chức phận nó đi. Nguyện con cái nó phải mồ côi và vợ nó bị góa bùa. Nguyện con cái nó hoang đàng và ăn mày, phải đi xin ăn xa khỏi nhà hoang của chúng nó. Nguyện chủ nợ tận thủ mọi vật nó có, kẻ ngoại cướp lấy huê lợi về công lao nó. Nguyện chẳng ai làm ơn cho nó, không ai có lòng thương xót con mồ côi nó. Nguyện dòng dõi nó bị diệt đi, tên chúng nó bị xóa mất trong đời kế sau. Nguyện sự gian ác tổ phụ nó bị nhắc lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Nguyện tội lỗi mẹ nó không hề bôi bỏ được. Nguyện các tội ác ấy hằng ở trước mặt Đức Giê-hô-va, để Ngài cất kỷ niệm chúng nó khỏi đất. Bởi vì người không nhớ làm ơn, song bắt bớ người khốn cùng thiếu thốn, và kẻ có lòng đau thương đặng giết đi. Nó ưa sự rủa sả, sự rủa sả bèn lâm vào nó, cũng không thích chút phước, phước bèn cách xa nó. Nó cũng mặc mình bằng sự rủa sả, khác nào bằng cái áo. Sự rủa sả chuông thấm vào thân nó như nước, vô xương cốt như dầu. Nguyện sự rủa sả vì nó làm như cái áo để đắp mình, như cái đai để thắt lưng luôn luôn. Đức Giê-hô-va sẽ báo trả như vậy cho kẻ cừu địch tôi, và cho những kẻ nói hành linh hồn tôi. Nhưng hỡi Chúa Giê-hô-va, nhân danh Chúa xin hãy hậu đãi tôi, vì sự nhân từ Chúa là tốt, xin hãy giải cứu tôi, vì tôi khốn cùng thiếu thốn, lòng tôi bị đau thương trong mình tôi. Tôi qua đời như bóng ngã dài, bị đuổi đây đuổi đó khác nào cào cào. Gối tôi run yếu vì kiêng ăn, thịt tôi ra ốm không còn mập nữa. Tôi cũng thành sự sỉ nhục cho chúng nó, hễ chúng nó thấy tôi bèn lắc đầu. Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, xin giúp đỡ tôi, cứu tôi theo sự nhân từ Chúa, hầu cho người ta biết rằng ấy đây là tay Chúa, chính Ngài, Đức Giê-hô-va ơi,
đã làm điều đó. Chúng nó thì rủa sả, nhưng Chúa lại ban phước. Khi chúng nó dấy lên, ắt sẽ bị hổ thẹn. Còn kẻ tôi tớ Chúa sẽ được vui vẻ. Nguyện kẻ cừu địch tôi phải mặc mình bằng sự sỉ nhục, bao phủ mình bằng sự hổ thẹn nó, khác nào bằng cái áo. Bây giờ miệng tôi sẽ hết sức cảm tạ Đức Giê-hô-va, ngợi khen Ngài ở giữa đoàn đông. Vì Ngài đứng bên hữu người thiếu thốn, đặng giải cứu người khỏi kẻ đoán xét linh hồn người. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.